một gói để sử dụng trên Redbook 6. Thì trong tập hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chuyên sâu hơn vào phần performance mode. Khi các bạn mở Redbook 6 của mình lên thì chúng ta sẽ ở giao diện đó là export. Chúng ta sẽ bấm vào đây và chuyển qua performance. Và khi vào bộ phận mình mod thì các bạn có thể thấy đó là một giao diện bao gồm hai deck để các bạn có thể load hai bài nhạc vào, thì chẳng hạn ở đây, ở đây, và ở trên ngay cái chữ bộ phận mình mod chúng ta sẽ có đó là channel layout, thì các bạn có thể tùy chỉnh đó là horizon là dạng ngang của sóng và vertical là dạng sóng theo chiều dọc. Nhưng mà mình sẽ dùng Horizon. Và ngoài ra thì các bạn có thể cân chỉnh và điều chỉnh giống như là Effect, Record và Rig Movie chẳng hạn. Như đây chúng ta thấy nó sẽ đòi mình phải download. Như các bạn không sử dụng thì các bạn tắt nó đi. Và ở đây chúng ta có giao diện đó là Playlist. Rồi các bạn sẽ có thể để nhạc ở dưới đây. Và nếu có thắc mắc hoặc không biết sử dụng những chức năng nào trong phần performance mode thì các bạn có thể đặt câu hỏi dưới phần comment cho mình và mình sẽ giải đáp những thắc mắc đó cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở những tập tiếp theo.